soll alles aufmachen, meine ich. Wie viel kannst du essen? Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay thì Châu sẽ làm món ăn trưa cho Châu. Món ăn này Châu rất là thích và làm cũng khá là nhanh. Món này có tên là Maultaschen. Hôm nay thì Châu học xong cũng hơi trễ cho nên là làm món ăn này hơi trễ. Nhưng mà món ăn này thì lại làm khá là nhanh. Bây giờ thì Châu sẽ cho dầu vào. Mach mal ein bisschen mehr. Stopp. Genau, und dann machst du ein bisschen drehen. Jetzt kannst du dann die Mutter schon rein. Gleich heben und dann machst du runter. Món này thì mua ở trong siêu thị người ta làm sẵn đó mọi người. Trong siêu thị thì cái Maultaschen này không có ngon đâu. Nếu như mà ai mà muốn ăn thật ngon á thì đi ra cái tiệm mà người ta bán thịt á, xong rồi mình đặt ở đó. Thì Châu nhà mình rất là thích ăn cái món này với lại trứng. Món này thì chỉ cần sắc mỏng ra như thế này, xong rồi chiên nó không có cần nhiều dầu quá. Chiên lên để cho nó vàng hai mặt đó, xong rồi thì mình sẽ cho trứng vào. Thì khi mà ăn á, là nó rất là giòn, rất là ngon. Thì nếu như bạn nào mà làm cái món này có thể là ăn chung với lại salad khoai tây cũng rất là ngon. Nhưng mà hôm nay mình không có làm salad khoai tây mà mình sẽ làm salad bình thường đó cho Châu. Bởi vì Châu nhà mình thì rất là thích salad. Soll ich drehen? Drehen? Du kannst ein bisschen ruhen. Nee, die müssen doch erstmal auf einer Seite braten und nicht. Nee, du kannst ein bisschen ruhen schon. Aber das nicht so fest. Ja, oder warte kurz, dass eine Seite braten. Châu thử dùng đũa xem sao, nhưng mà hơi khó. Warte, lass mal hier. Nichts schaffen. Jo, du hast doch schon gelernt von 1 bis 10. Jetzt sag mal. Mut, Hai, Wa, Bohn, Nam, Hai, nein, Wei, Sau. Nein, Sau, Bei, Jin, Dam. Also Dam, Jin, Mui. Okay, die Eier heißt Trứng gà. Trứng gà. Sag mal, wie viel Trứng gà ist das? Wie viel Eier? Bring mal hai. Hai was? Trứng gà. Hai quả trứng gà. Hai quả trứng gà. Okay, jetzt reinmachen, gell? Ja. Hai quả trứng gà. Sag. Hai quả trứng gà. Ah. Oh. Willst du nicht ganz da fahren? Es ist meine Haut rein. Das ist nicht in der Haut herein. Aber es war richtig spitzig. Cho cho hai trái trứng gà vào. Ăn đây không xin sao? Hier kannst du ein bisschen holen, aber nur leicht, nicht so fest. Es klebt. Cái món này nếu như mà ai thích ăn thật giòn đó thì là mình chiên cho nó vàng thật đều đó, mọi người thấy như cái vàng như thế này này. Vàng như thế này nè là ăn rất là giòn. Đi cho bộ biên xong.
Còn nếu như mà ai ăn hành đó thì khi mà trước khi cho cái mortadella này vào đó thì có thể là cho hành vào hoặc là cho hành lá, lúc mà làm xong đó cho hành lá và ngò tây đó, rất là thơm, hoặc là ngò mình cũng được. Mình đi được không? Còn. Yep. Fertig hay xong. Đó, như vậy là xong rồi nè mọi người. Cho ăn rất là đơn giản luôn. Bây giờ thì mình làm salad cho cho nữa là xong. Wie viel? Alles. Bây giờ thì mình sẽ trộn salad cho cho. Mình cũng ăn salad nhưng mà mình không có ăn cái món mortadella với trứng mà mình ăn salad với cơm. Ở đây thì mình dùng một cái gói mà người ta bán sẵn như thế này nè, cái gói trộn salad đó mọi người, thì cái này có thể mua trong bất cứ siêu thị nào. Mình cho thêm một chút muối. Bởi vì cái gói này không á thì mình thấy là cái mùi vị nó không có ngon, cho nên là mình hay cho thêm một chút muối và một chút nước tương. Một chút tiêu, dầu ăn. Dầu để trộn salad thì mình dùng dầu hoa cải, dầu hạt cải đó mọi người. Và bây giờ là mình cho nước. Đó, rồi cái này mình quậy thật là đều lên ha. Cái này nếu như ai kỹ đó thì cái sốt này nè, người ta cho vào trong một cái chai và người ta lắc cho nó đều. Hoặc là có thể dùng cái máy để đánh lên cho nó đều. Còn nếu không thì mình trộn như thế này cũng được. Trộn như thế này thì nó không có đều lắm bởi vì nó có dầu đó. Cho không có ăn hành cho nên là mình không có cho hành vào salad. Còn nếu như ai ăn hành thì cho hành vào nó sẽ có mùi vị ngon hơn. Rồi bây giờ thì mình đổ salad vào. Đó, tô salad mình đã rửa sạch rồi này mọi người. Cho nhà mình rất thích ăn các loại salad. Bởi vì mình tập cho cho ăn từ nhỏ đó cho nên là hầu như là salad gì cho cũng ăn được. Salad của cải trắng nè, salad của cà rốt, salad của cải đỏ mà tròn tròn đó, rồi salad xanh như thế này, salad khoai tây, nói chung là hầu như là tất cả các loại salad là cho đều thích ăn. Lúc nhỏ thì Kevin nhà mình lúc nhỏ xíu đó cũng không chịu ăn salad. Thì sau đó đến khi mà mình cứ tập dần đó, mình cứ kêu là mỗi một bữa đó là ăn ít nhất chẳng hạn như là một cái muỗng salad nhỏ thôi hoặc là vài lá thôi, thì cứ ngày nào mình cũng tập cho ăn như vậy đó, thì sau một thời gian là bắt đầu thích ăn salad luôn. Cho nên là nhà mình bây giờ ai cũng thích ăn salad. Phụ nữ ở Đức người ta ăn salad rất là nhiều cho nên là làn da của họ rất là đẹp. Mình thử xem vừa chưa. Ok. Vậy là bây giờ đã xong món salad. Salad trộn xong rồi, mình thì sẽ ăn với cơm, còn Cho thì ăn với lại mortadella. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ một chút về bữa ăn trưa rất là đơn giản của hai mẹ con mình. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.